Các bạn đã chuẩn bị sẵn sàng chưa? Xin chào. Chào tất cả các bạn đang tham gia chương trình luyện tập trực tiếp này cùng với Nguyễn Hiếu. Rồi, Nguyễn Hiếu đang nhìn thấy các bạn đang bắt đầu vào rồi. Chúng ta nhanh chóng chuẩn bị ổn định vị trí ngồi nào. Rồi, một số bạn thì vẫn còn mặc những cái áo nó rất là cứng thì nên chúng ta nên thay mặc áo bra hoặc là những cái áo nó mềm mại hơn để luyện tập để mình vươn lên vươn xuống nó dễ dàng nhá. Thay áo giúp Nguyễn Hiếu uống nước đầy đủ trước khi luyện tập cho khí huyết được lưu thông và hỗ trợ bài thải độc tố và mỡ bụng ra. Phải uống nước nhiều thì cái bụng của chúng ta mới đẹp, bụng của bạn mới mỏng, mới thon được nhá. Sẵn sàng chưa ạ? Rồi, rất là nhiều các bạn đã chuẩn bị rất là nhanh, còn một số bạn thì đang luống cuống lên để chuẩn bị cho kịp lớp, tuyệt vời. Chúng ta sẽ cùng chờ đợi một chút thời gian nữa nhé. Các bạn hãy bình luận xuống phía dưới nếu như mà chúng ta thấy rằng là trong những ngày vừa qua khi mà luyện tập những cái chương trình trực tiếp như thế này cùng với Nguyễn Hiếu thì bạn thấy có động lực hơn này. Rồi là mỗi một ngày được luyện tập một bài thì mình không có bị mất thời gian để đi tìm bài, đúng không ạ? Tuyệt vời đúng không? Rồi, tuyệt vời lắm. Và Nguyễn Hiếu luôn luôn để cái thông tin nhóm Zalo để các bạn kết nối với Nguyễn Hiếu cùng với cả cái link fanpage shop Nguyễn Hiếu để các bạn liên hệ cho tiện tư vấn, được không ạ? Nhớ nhấn tham gia bạn nhé. Rồi, chúng ta sẽ bắt đầu với bài tập ngày hôm nay. Bạn hãy điều chỉnh tư thế ngồi thật thoải mái đi. Sau đó thì chúng ta sẽ cùng ngồi thiền thư giãn tĩnh tâm với Nguyễn Hiếu vài phút. Hai tay để trên đầu gối, thả lỏng vai, thả lỏng khuôn mặt và thả lỏng đôi lông mày của bạn. Nhắm mắt lại nào, hít vào. Thở ra, thả lỏng khuôn mặt và mỉm cười nhẹ nhàng đi. Hít sâu, thở chậm. Hãy loại bỏ mọi suy nghĩ, lo lắng, công việc trong đầu. Tập trung tâm trí hoàn toàn vào hơi thở. Hãy hít vào và thở ra để tưởng tượng như bạn đang ngồi trên một thảm cỏ xanh non, xung quanh đầy hoa trái và bầu không khí trong lành của thiên nhiên. Khi hít vào, bạn mang theo nguồn năng lượng vô tận của vũ trụ. Khi thở ra, bạn thở hết mọi bức xúc, căng thẳng, bệnh tật được đẩy lùi. Cảm nhận cơ thể bạn lúc này đang ấm nóng dần lên và tràn đầy năng lượng. Từ từ đưa tâm trí trở về với cơ thể bạn. Đưa tâm trí trở về với cơ thể. Hãy hít vào và thở ra, bạn chắp tay trước ngực, sau đó đan tay lại nhé. Lật ngược lòng bàn tay lên, kéo giãn duỗi lưng vai và cột sống. Bạn giữ ở đây đi, hít thở đều, cảm nhận vai đang mở đúng không? Ngực mở, từng đốt sống mở ra, mở ra. Hãy hít sâu và thở chậm. 5, 4, 3, 2, 1. Tốt rồi, bây giờ hít vào và thở ra. Bạn cúi gập cằm xuống, hai tay đặt trên đầu gối. Bạn đẩy căng lồng ngực, hít vào một hơi thật sâu. Rồi xoay qua bên phải nhé. Nhấn chặt mông đùi, xoay qua phải. 5 vòng bên phải. Thật chậm rãi, cảm nhận sự uyển chuyển của từng đốt sống đúng không nào? 3 4 và 5. Tốt lắm. Rồi, bây giờ mời bạn xoay ngược lại này. 5 4 3
và một. Đưa cơ thể trở về vị trí ban đầu. Sau đó hít vào, nâng thẳng cơ thể lên, vươn hai tay lên, xoay qua bên phải, thở ra, đi bộ thật xa hai tay theo chân của bên phải, cúi gập cằm xuống, kéo giãn lưng vai, giữ ở đây, hít thở đều. Hít vào, thở ra, 5, 4, 3, 2, 1, từ từ hít vào, vươn hai tay lên, thở ra, gập người qua bên trái, kéo giãn lưng vai, cúi gập cơ thể xuống. Giữ ở đây, hít thở đều nha, hít sâu, thở chậm, 5, 4, 3, 2, 1, rồi bây giờ hít vào, vươn hai tay của bạn lên, thấy cơ thể ấm nóng rồi đúng không nào, thở ra, mời bạn hạ tay xuống, chụm hai bàn chân lại nha, chụm hai bàn chân lại, sau đó nắm lấy ngón cái, rung rinh thư giãn làm mềm cho khớp háng của bạn. Hít thở đều. 5, 4, 3, 2 và 1. Sau đó ép chặt hai bàn chân xuống, nhấn cơ thể của bạn một góc 45 độ giữ ở đây. Hít vào, thở ra, hít sâu, thở chậm, từ từ hít vào, nâng cơ thể lên, thở ra, thả lỏng. Rồi bây giờ mời bạn gập chân lại, gập chân lại, mông ngồi lên gót chân như này, thế đúng rồi. Rồi từ từ hít vào, bạn vươn hai tay lên nha, thở ra, gập dài người về phía trước, trượt thật xa hai tay về phía trước, thật xa hai tay, mở rộng đầu gối sang hai bên, thế, và bạn giữ ở đây, trán chạm xuống dưới sàn, giữ hít thở đều, hít vào, thở ra, rồi từ từ hít vào, nhướn cái ngực cằm của bạn lên, thế, hạ ngực, hạ cằm xuống nhá, sau đó chắp hai tay lại, rồi tiếp tục giữ ở đây 30 giây, hít sâu, thở chậm, 5, 4, 3, 2, 1, từ từ hít vào, thở ra, hạ tay xuống, rồi kéo tay, lùi mông ra sau, thế, lùi mông ra sau, chống mũi chân của bạn lại, đẩy cái mông lên, nhón gót chân đi bộ tại chỗ, làm mềm cho gân và dây chằng ở chân của bạn trước đã. Hít thở đều, 5, 4, 3, 2 và 1. Ép gót chân xuống, ép sâu xuống. Rồi, bây giờ hít vào, bạn đá chân phải của bạn lên, kiễng gót chân của bên trái, đá lên nhá. Sau đó co chân lại, gập chân lại, bước chân phải về phía ngoài của bàn tay phải, được chưa ạ? Sau đó hạ đầu gối của bên trái xuống, nâng vươn tay của bên phải lên, hít vào thật sâu, thở ra, mắt nhìn theo tay của bên phải, được chưa nào? Sau đó hít vào, vươn tay lên, thở ra, lại đặt tay về vị trí ban đầu, duỗi đồng thời bạn duỗi thẳng chân của bên phải, nhướn cái ngực của bạn lên, giữ ở đây, hít thở đều, 5, 4, 3, 2, 1, mỗi một bên chân chúng ta tập hai lần như vậy. Rồi bây giờ chống bàn tay xuống, đẩy cơ thể lên, hít vào, chống mũi chân của bên trái, kéo chân phải ra sau, đá lên cao nhé, đá lên cao, ép vai xuống và thở ra, hạ chân xuống vị trí ban đầu. Bây giờ chúng ta đổi chân, đổi chân trái nào, hít vào, kiễng gót chân lên, đá chân trái lên, úp hông xuống, kéo giãn lưng vai nhé, sau đó gập chân lại, từ từ gập chân này. Rồi co đầu gối, bước chân trái ra phía ngoài của tay trái, hạ đầu gối của bên phải, rồi nâng vươn tay trái lên, hít vào thật sâu, thở ra, hướng mắt nhìn theo tay, hít vào, thở ra,
Hạ tay về vị trí ban đầu, đồng thời duỗi thẳng căng chân của bên trái. Nhướn cái ngực của bạn lên, chống các ngón tay để nhướn ngực, đúng rồi, chống các ngón tay lên. Thế rất tốt, hít thở đều nhá. Lưng hơi cong cong không sao, Nguyễn Hiếu nhìn thấy một vài bạn lưng hơi cong nhưng không sao. Mới đầu thì cột sống của chúng ta chưa đàn hồi tốt, hãy cố nhướn ngực lên một chút, mỗi một ngày một chút thì lưng mới mềm được, không nào. Rồi bây giờ hít vào, đẩy chân về vị trí ban đầu, rồi chống bàn tay xuống, chống mũi chân bên phải, nhấc chân trái đá ra sau. Thế hít sâu và thở ra, hạ chân xuống, hạ gót chân. Rồi tiếp tục, chúng ta đổi bên, hít vào, kiễng gót chân hai bên, đá chân phải lên, đá lên cao lên, ép sâu vai xuống, gập đầu gối lại, co chân bước lên phía ngoài của tay phải, hạ đầu gối của chân trái, vươn tay lên, vươn tay phải lên, thế rồi vòng ra sau, đặt lên trên đầu gối của bên phải, ép mở đầu gối sang phải, hướng mắt của bạn nhìn lên, giữ ở đây, hít thở đều, hít vào, thở ra, hít sâu, thở chậm, từ từ hít vào, vươn tay này, vươn tay lên, thở ra. Sau đó bạn lùi mông ra sau, duỗi thẳng căng chân của bên phải, được chưa nào? Chống các ngón tay xuống để nhướn ngực của bạn lên, hít thở đều, hít vào, thở ra. 5 4 3 2 1, tốt lắm. Bây giờ hạ tay xuống, đẩy đầu gối về vị trí ban đầu, rồi rút chân ra sau, đá chân phải lên, hít vào, thở ra, hạ chân xuống. Chúng ta đổi bên, hít vào thật sâu, kiễng gót chân cao, đá chân trái của bạn lên, ép sâu vai xuống, co gập đầu gối lại, bước chân trái lên phía ngoài của tay trái, hạ đầu gối của bên phải, vươn tay trái, hít sâu, thở ra, vòng một vòng tròn, sau đó đặt tay trái lên đầu gối của bên trái, ép đùi xuống, hướng mắt nhìn lên, giữ ở đây, hít thở đều, hít vào, thở ra, hít sâu, thở chậm, từ từ hít vào, lại vươn tay lên, thở ra, lùi mông ra sau, duỗi thẳng chân trái, đưa cơ thể trở về vị trí ban đầu. Bạn nhướn ngực lên, hít vào, thở ra, hít sâu và thở chậm. Sau đó đẩy cơ thể về phía trước nha. Rồi chống tay xuống, rút chân trái ra sau, đá cao lên đã. Thế ép vai xuống, từ từ hít vào và thở ra. Bạn hạ đầu gối xuống, điều hòa hơi thở, hít vào thật sâu và thở ra thật chậm. Sau đó hít vào, thở, bạn hạ đầu gối xuống, lùi mông ra sau, hạ đầu gối đồng thời lùi mông ra sau. Hai tay chống về phía trước, đẩy cơ thể lên, hạ ngực xuống, tư thế rắn hổ mang. Thế, rồi duỗi hai chân ra, bật cơ thể, giữ ở đây, hít thở đều, hít vào, thở ra. 5, 4, 3, 2, 1, từ từ chống mũi chân, hít vào thật sâu, đẩy lùi mông ra sau, ép gót chân của bạn xuống. Thế, rồi ép gót chân, từ từ kiễng hai gót chân lên, đá chân phải lên nhé. Ép vai xuống, co chân, đẩy cơ thể về phía trước, bước chân phải lên cạnh bàn tay của bên phải, được chưa nào? Hạ gót chân của bên trái, sau đó nâng vươn tay lên, hướng mắt nhìn lên, hít vào một hơi thật sâu, thở ra thật chậm, có thể chống nhón các ngón tay, giữ hít thở đều. 5, 4, 3, 2, 1, từ từ hít vào, nâng đẩy cơ thể lên, nâng đẩy cơ thể lên, được chưa? Vòng tay trái ra sau này. Thế, rồi cánh tay phải sát tai, hướng mắt nhìn lên, giữ hít thở đều. 5, 4, 3, 2, 1, từ từ hít vào, thở ra. Bạn hạ tay xuống, hạ tay xuống, vươn tay về vị trí ban đầu, rồi rút chân phải ra sau, rút chân phải ra sau, đá lên cao nhé.
Sau đó chúng ta mới hạ chân xuống, hạ hai gót chân xuống về tư thế chữ V ngược. Chúng ta tiếp tục nào, hít vào. Duỗi đá chân trái lên thật cao, ép sâu vai xuống. Rồi bây giờ co chân lên, đẩy cơ thể về phía trước, bước chân trái lên cạnh bàn tay của bên trái nhé. Sau đó này, hạ gót chân của bên phải, chống các ngón tay bên trái, nâng vươn tay lên, hướng mắt nhìn theo tay, hít vào, thở ra, hít sâu và thở chậm. 5, 4, 3, 2, 1. Rồi bây giờ hít vào, nâng đẩy cơ thể lên, xoay hông về phía trước này, vòng tay trái ra sau lưng, đưa vòng tay phải ra sau lưng, tay trái sát tai, mắt nhìn lên, hít thở đều nào, cố gắng lên nha cả lớp, hít vào, thở ra, 5, 4, 3, 2, 1, tốt lắm, toát hết cả mồ hôi rồi đúng không nào, hít vào, nâng tay và cơ thể trở về vị trí ban đầu, thở ra, hạ tay xuống, rồi xoay mũi chân trở lại, hít vào, rút chân trái ra sau, tư thế chữ V ngược, ép sâu vai xuống, hít sâu, thở ra, hạ chân xuống, hạ gót chân, sau đó hít vào, kiễng gót chân, cuộn người về phía trước, tư thế tấm ván. Rồi bạn giữ 5 giây, 5, 4, 3, 2, 1, sau đó hạ đầu gối, lùi mông ra sau, đẩy cơ thể về phía trước, tư thế rắn hổ mang, hạ ngực xuống. Rồi bây giờ bạn duỗi mũi chân, xoay cái vai ra sau, bật ngực của bạn lên, chữ V ngược giữ ở đây, hít thở đều, hít vào và thở ra, 5, 4, 3, 2, 1, tốt lắm, từ từ hít vào, thở chống mũi chân nhé, đẩy mông lên, chữ V ngược, được chưa? Sau đó đi bộ hai chân thật chậm rãi về phía trước. Rồi bây giờ trùng đầu gối lại, trùng đầu gối, tay trái nắm khuỷu phải, tay phải nắm khuỷu trái nhé. Bạn đưa đầu qua khuỷu tay, thế đưa đầu qua khuỷu tay, rồi duỗi thẳng dần chân của bên trái, đung đưa tay, đầu, vai, thả lỏng cho vai, thả lỏng đầu, thả lỏng từng cốt sống, đung đưa. Thế chúng ta làm lặp đi lặp lại 5 cho đến 10 lần, làm mềm cho gân khuêu chân, cột sống, tăng tuần hoàn máu cho bạn nhé. Đốt mỡ thừa rất hiệu quả. Hít vào, thở ra, 5, 4, 3, 2, 1, tốt rồi. Bây giờ hít vào, trùng đầu gối lại, thả lỏng tay, rồi chống hai tay về phía trước, nhướn cái ngực của bạn lên, giữ ở đây, hít thở đều, lưng duỗi thẳng, rồi duỗi thẳng lưng lên, chúng ta đừng gù lưng, một số bạn đang gù lưng kìa, đây 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 nhá, chú ý nhá, nhìn này các bạn, nhìn này, đừng gù lưng như này mà kéo 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 cái mông của bạn, thế kéo cái mông, rồi nhướn cái ngực lên, đấy, lưng thẳng hơn rồi đấy, đúng rồi, rất tốt, giữ nhá, hít thở đều, 5, 4, 3, 2, 1, từ từ hít vào, kiễng gót chân lên, cúi đầu xuống, cúi đầu xuống, điều hòa hơi thở, hít sâu, thở chậm, 5, 4, 3, 2, 1, từ từ hít vào, thở ra, bạn hạ mông xuống, hạ mông xuống, hạ mông, rồi co chân trái, mở chân phải, sang ngang. Lần này chúng ta mở ngang với cả khớp hông của bạn. Thế, rất tốt, đúng rồi. Đúng rồi. Tiếp tục nha. Được chưa nào bạn? Thế, hai tay đặt trên đầu gối này. Đặt hai tay trên đầu gối, kéo căng gót chân, hít vào. Vươn hai tay lên, vươn hai tay lên. Thở ra, bạn nhẹ nhàng hạ tay về phía trước của chân, hạ khuỷu tay xuống nhé. Rồi úp bàn tay với tay trái lên, giữ ở đây, hít thở đều, hít vào và thở ra, từ từ hít, nâng vươn tay lên, vươn tay lên, thở ra,
chống tay trái ngang hông. Rồi, bây giờ úp bàn chân của bên phải xuống này, nhấn đầu gối trái, vươn một đường quay tay từ trước ra sau. Thế, quay tay từ trước ra sau, mở dần ngực, mắt nhìn lên, hít vào và thở ra. Rồi một lần nữa hít sâu, thở ra, xoay tay trở lại vị trí ban đầu. Kéo căng chân. Đó, quay tay lại. Vươn cánh tay của bên trái lên, mắt nhìn lên, hít thở đều, hít vào, thở ra. 5 4 3 2 1 Từ từ hít vào, nâng tay và cơ thể lên, hạ tay của bạn chống ngang mông nhé. Úp bàn chân xuống, nhấn đầu gối, rồi vươn tay đẩy mông, cánh tay sát tai, mắt nhìn lên, giữ ở đây, hít vào và thở ra. 5 4 3 2 1 Từ từ hít vào, thở ra, hạ tay xuống. Rất tốt. Rồi mở chân về vị trí ban đầu, vuốt trượt dài cơ thể thẳng với hông của bạn, vươn dài cơ thể về phía trước, hạ khuỷu tay, hạ trán xuống và bạn giữ ở đây, hít sâu, thở chậm, hít vào và thở ra, từ từ hít vào. Nâng vươn hai tay và cơ thể của bạn lên, thở ra. Bạn hạ tay xuống, thả lỏng, cúi gập cằm xuống, siết chặt bụng và thở hết. Rồi, bây giờ chúng ta đổi bên nhé. Co chân phải lại. Rồi, duỗi chân trái mở ngang. Cố gắng lần này ngang, sâu. Căng gót chân ra. Căng gót chân. Rồi, mông đảm bảo chạm sàn, hai tay đặt trên đầu gối, hít vào. Vươn hai tay lên. Thế, và thở ra. Nghiêng qua bên trái, hạ khuỷu tay xuống. Rồi, cánh tay phải với hướng thẳng lên, hít thở đều và giữ. 5, 4, 3, 2, 1 Từ từ hít vào, bạn đẩy thẳng cơ thể lên. Đấy. Rồi, chống bàn tay xuống ngang với cả mông của bạn luôn. Xoay này, nâng mông lên, xoay, nhấn đầu gối của bên trái xuống. Mở dần cái ngực của bạn, thật chậm rãi thôi. Đấy. Hướng mắt nhìn lên, hít thở đều. 5, 4, 3, 2, 1 Từ từ hít vào, thở ra. Bạn hạ hông xuống. Rồi, tiếp tục đưa tay trở về vị trí ban đầu. Vươn với thẳng tay, mắt nhìn lên, hít thở đều, hít vào và thở ra. 5, 4, 3, 2, 1 Từ từ hít vào, nâng cơ thể lên. Rồi, bây giờ hạ tay xuống ngang mông của bên phải, nhấn đầu gối, xoay tay chậm nha. Rồi, cánh tay duỗi thẳng sát tai, giữ hít thở đều, hít vào và thở ra. 5, 4, 3, 2, 1 Từ từ hít sâu, thở ra, hạ tay xuống. Hạ tay xuống, rất tốt, về vị trí ban đầu. Bây giờ đo này, đây là hai cái xương chậu đúng không? Rồi bây giờ mình vươn tay thẳng với cả xương chậu của mình nhá. Kéo giãn dài ra. Thế, hạ trán xuống, giãn dài lưng, giữ hít thở đều, hít vào, thở ra, hít sâu, thở chậm. 5, 4, 3, 2, 1 Tốt rồi, bây giờ hít vào, nâng vươn hai tay lên, thở ra, bạn hạ tay xuống, duỗi hai chân, thư giãn, thả lỏng cho hai chân của bạn. Rung rinh, thả lỏng, thư giãn, lắc lư sang hai bên. Thế, rồi bây giờ bạn nằm xuống đi, bạn nằm xuống nhé. Chúng ta tập thêm một tư thế nữa, rồi kết thúc bài tập ngày hôm nay, được chưa nào? Rồi, hai tay xuôi theo thân, gập cằm xuống, duỗi hai chân, kéo căng gót chân ra, dựng cái bàn chân lên, hít vào, nâng hai chân lên, với tay chạm vào ngón chân thôi, thở ra, hạ xuống. Chúng ta tập 5 lần. 2, hít lên, với tay lên, thở ra, hạ xuống. 3, hít lên, thở hạ.
4. Hít lên. Thở hạ xuống. Và nhịp cuối 5. Hít lên. Nâng hai chân, hai tay. Thở ra, hạ xuống. Rồi bây giờ mở rộng hai chân sang hai bên. Thả lỏng cơ thể nào. Bạn lắc đầu qua phải, qua trái, phải, trái, phải, trái. Rồi đưa đầu về trung tâm. Nhắm mắt lại, hít vào. Thở ra. Hít sâu. Thở chậm. Hãy tưởng tượng như bạn đang nằm trên thảm cỏ xanh non, đầy hoa trái và bầu không khí trong lành của thiên nhiên. Từ từ, bạn đang đi vào sâu bên trong chính bạn để kết nối với chính bạn, kết nối với con người bên trong bạn. Bạn và nguồn năng lượng của vũ trụ đang hòa vào làm một, trở thành một thể thống nhất, hoàn thiện. Lúc này đây, toàn bộ cơ thể bạn, tâm trí bạn và từng tế bào bên trong cơ thể bạn đang được lấp đầy sự biết ơn với những điều mà bạn đang có. Và khi bạn đang sống từng giây phút trong sự biết ơn thì vũ trụ sẽ gửi cho bạn nhiều điều tuyệt vời hơn nữa. Hãy hít vào sự biết ơn, thở ra để lan tỏa lòng biết ơn và cảm nhận sự biết ơn đang thấm vào từng tế bào, thấm vào từng mạch máu và đang tuôn chảy đều toàn bộ cơ thể của bạn, lấp đầy tâm trí và tâm hồn của bạn. Ngay lúc này, bạn đang dần trở nên hạnh phúc. Hãy nhẹ nhàng mỉm cười với một trái tim đầy yêu thương và đón nhận những điều tuyệt vời đang tuôn chảy vào cuộc sống của bạn. Bạn hãy cảm nhận nguồn năng lượng biết ơn đang lấp đầy cơ thể khỏe mạnh, cơ thể đẹp đẽ của bạn. Bạn biết ơn cơ thể tuyệt mỹ của bạn, biết ơn trái tim khỏe mạnh, biết ơn bộ não minh mẫn. Bạn biết ơn đôi mắt sáng long lanh giúp bạn nhìn rõ mọi vẻ đẹp, mọi vật mỗi ngày. Bạn biết ơn đôi tai khỏe mạnh giúp bạn nghe rõ mọi âm thanh ngọt ngào của cuộc sống. Bạn biết ơn tất cả các bộ phận hoàn hảo trên cơ thể bạn. Và cơ thể bạn lúc này đang hoàn toàn được thư giãn và thật mềm mại, nhẹ nhàng, thanh khiết. Cơ thể bạn đang hoàn toàn thư giãn, thư giãn, thư giãn. Từ từ đánh thức cơ thể, nhúc nhích các ngón chân, ngón tay, xoay nhẹ cổ chân, cổ tay, quay đầu sang phải này, sang trái, phải, trái, phải, trái. Rồi đưa đầu về trung tâm, bạn khép chân lại đi, hít vào. Vươn hai tay quả đầu, duỗi thật dài cho cơ thể. Rồi bây giờ bạn nghiêng mình sang bên phải, cho tim nghỉ ngơi. Tĩnh lặng và nhịp thở nhé. Sau đó mời bạn nâng cơ thể ngồi dậy. Rồi. Tập xong cảm giác là cơ thể nhẹ đi mấy kg mỡ và những cái chất độc được thải hết ra khỏi cơ thể rồi. Đúng không nào bạn? Nguyễn Hiếu thấy khuôn mặt ai cũng tưng bừng rạng rỡ, rất là xinh tươi. Đúng không nào? Hãy nở một nụ cười thật tươi sau khi chúng ta kết thúc bài tập ngày hôm nay.
Rồi, rồi cảm ơn bạn đã tham gia luyện tập rất là đúng giờ, chăm chỉ và đều đặn cùng với Nguyễn Hiếu. Và vẫn cứ cái chương trình như thế này chúng ta duy trì thì Nguyễn Hiếu đảm bảo và chắc chắn rằng là bạn sẽ nhanh chóng sở hữu được một cái vóc dáng rất là thon gọn, một cái sức khỏe bền bỉ, một sự trẻ trung vĩnh cửu và cái cuộc sống rất là dẻo dai và đẩy lùi đi rất là nhiều bệnh tật. Và cái cuộc sống của chúng ta sẽ cảm thấy là hạnh phúc và nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Chúng ta sẽ lại tiếp tục gặp nhau vào bài tập tiếp theo bạn nhé. Đừng quên bình luận xuống phía dưới những chia sẻ về sự cải thiện, thay đổi sức khỏe của bạn, cũng như là những ý kiến đóng góp hay là những câu hỏi để Nguyễn Hiếu giải đáp cho bạn được kịp thời nhé. Rồi, Nguyễn Hiếu chúc bạn một ngày mới thật vui vẻ và hạnh phúc ngọt ngào. Om Namah Shivaya.